Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay là Linh thì là cũng cùng chú Đất Thắng với hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang là cũng vào trao những cái xuất quà cho bà con ở thôn Chó Do thuộc xã Cán Trúc Phìn, huyện Mèo Vạc. Thì bây giờ Linh cùng với chú Thắng là đang đợi chỗ anh chứ đây để về nhà để chú Thắng có trao ít quà cho gia đình nhà anh chứ. Có ít gạo. Ít gạo chứ. Nhưng mà lên bây giờ anh chứ lại không có nhà. Đang chờ ông đang trên đồi này, không biết là ông đi lấy củi hay đi cắt cỏ bò. Chắc khả năng là đi cắt cỏ bò ấy chú ạ. Vâng vâng. Thế thì hai chú cháu đang ngồi đây đợi anh chứ đây. Mở cửa vào rồi nhưng mà để gạo vào rồi, nhưng mà tốt nhất là cho khách quan ra ngoài ngồi. Ra ngoài chú ạ. Không mất gì ra. Về đây bảo nhà anh mất vàng thì chết. Thế có mệt không chú? Sáng nay là mình vừa từ dưới kia lên luôn này, có mệt quá không chú? Bình thường. Vâng. Ăn thua gì. Chú không đi suốt như này. Các bản đường trên này nó cũng vòng vèo quá chú ạ. Đường đồi núi đi lại nó mệt. Vất vả đấy. Đấy cũng này ăn thua gì. Thế là mình cho xong là lúc nào là mình bắt đầu đi về chú? Chắc là mai chú lại sẽ phải quay về rồi. À, mình quay về rồi chú. Tại vì đi nó cũng xa. Xa hả chú ạ? Đi mất nhiều thời gian, mất nửa ngày liền. Đấy. Xa lắm, đi vào xa từ thành phố lên đây nó xa. Vâng. Và sẽ phải trở về sớm. Ngày mai. Bây giờ không kịp nữa cho tại vì là đi lại đi cùng cơ quan nữa. Rồi, anh em cơ quan nên là chào xong cái là tối nay nghỉ đây là sáng ngày mai về sớm. Về sớm luôn chú. Thì cũng mệt đấy chú ạ. Vâng. Đấy cũng qua đây cũng rất là cảm ơn cái tấm lòng của chú Thắng đây. Thì cũng cái này là mang không phải. Đây là hội của chữ thập đỏ. Chữ thập đỏ mới cả Thắng là mang cái phần quà của chú Sam Dương mới cứ dự. À vâng. Đấy, một tấn gạo. Đấy là mới cả tiền mặt là 10 triệu. Vâng. Đấy là trao xong rồi. Đấy, cũng cảm ơn chú Sam Dương với cả cô Dự. Đó. Vâng vâng. Đấy thì cũng rất cảm ơn chú Sam Dương. Chú Sam Dương nhờ chú nhờ. Với cô Dự đấy. Thì cũng rất là quan tâm đến bà con ở trên vùng cao này. Thì cũng nhờ qua chú Đất Thắng đây thì là bà con mới là được những món quà ý nghĩa này ấy chú ạ. Rồi rồi. Ôi anh chứ lâu nhỉ. Đây. Đấy về đến kia rồi. Thế là mình vừa đi chặt củi về ấy chứ. Chặt ở tít trên đồi như kia. Thế là vừa nãy là bế hai đứa con từ trên đồi về. Thế này cũng mệt đấy nhỉ. Sao cũng để nhà thôi. Không kịp. Không kịp nữa. Hết củi đốt rồi đúng không? Về đốt toàn những cái cây cỏ bò đây để khô đây mọi người ạ. Thế chị đổi. Chị cũng đi cùng luôn à? Đi cùng luôn. À đi cùng luôn à? Thế chưa về à? Chưa. Bây giờ đi hai dòng lợn. Hai dòng lợn à? Hai dòng lợn xong mới về cái gì? À, con lớn là đi cùng mẹ đúng không? Vâng. À. Thế hôm nay là tưởng là mình đi chợ phiên chứ? Đấy. Hôm nay không đi chợ à? Hôm nay đi bệnh viện. Đi bệnh viện về á? Bà nào? Bà ốm à? Bị ốm tay. À, thế bị ốm cái gì? Bác sĩ bảo ốm cái gì? Nó cũng như là thất tự đau. Mệt á? À, đau khắp người cái gì? Dạo này thời tiết thay đổi nên là người già dễ bị ốm. Giữ gìn sức khỏe chút. Thế là bây giờ bà đấy là ai trông? Ông trông à? Không ai trông luôn á? Không, không ai trông. Ui, anh phải đi trông chứ. Đi đường. À, bà tự đi đường vẫn nhớ gì? Đi đường, ăn đường chỉ là đau xong về phía đau phải. À, cứ ngồi, cứ nằm ở bệnh viện người ta điều trị cho gì? Vâng. À. Anh chứ đang đốt lửa đấy mọi người ạ. Mệt không? Mệt quá. Đi từ tít từ trên đồi ra xong mệt. Đấy. Đấy, đau mắt rồi nhá, tí rồi đi bệnh viện đi. Không tí đi mua thuốc nhỏ mắt về cho bé anh chứ ạ. Đấy, đau mắt đỏ. Có đau không? Phố mò? Chỉ mò á. Nhưng mà lại là khi mà mùa rồi.
Thì tí bảo bố đi mua thuốc nhỏ mắt về cho nhá. Ừ, để cho nó đỡ. Chẳng muốn là chua rất phanh nào. Chẳng muốn là chua rất phanh nào. Ừ, chỉ phanh như là, phanh như là nhỏ nhỏ. Chua chua là hát phanh dưới ạ. Đồ hàng gai thế hát phanh nhỏ. Dạ. Đi chặt cành cành củi thôi, không phải chặt hết cả củi. Chú đi đâu ấy? Ở chú lại đi đâu? Chú Thắng thì đi ra ngoài bắt 3G ấy mọi người. Thế bây giờ Linh lại dẫn mọi người đi vào trong cái nhà của anh Chứ đây. Những phim trước thì mọi người cũng xem qua nhà của anh Chứ rất nhiều rồi. Cái gạo thì lúc đấy là chú Thắng cũng vừa trao ở đây cho gia đình nhà anh Chứ đây. Đấy, hai túi gạo đây. Đấy, vừa đi làm về là chưa dọn dẹp nhà đây. Đấy, cũng có đẩy để dép đây rất là bừa bộn này. Đấy, phía bên ngoài này là chỗ vườn, chỗ chuồng nhà anh Chứ đây mọi người ạ. Đấy, cây đây. À, mình dẫn mọi người đi à. Đấy, hôm trước anh Chứ ấy cũng nói là con chim mấy chục triệu của anh Chứ đây. Anh Chứ khen là hot hay lắm. Không biết là có hot không, không thấy hot. Bây giờ Linh sẽ dẫn mọi người ra xem những cái cây mà lần trước là Linh lấy vào cho anh Chứ trồng xem là lớn như thế nào nhá mọi người ạ. Đấy, những hàng cây lần trước là Linh lấy vào đây thì là anh Chứ là cũng trồng ở phía bên này nhá mọi người. Xem là cây có lớn và phát triển không. Cũng sợ là chỗ này toàn đá đá cây chết. À, cũng mọc lên rất là tốt rồi nhá mọi người. Đấy. Đây là cây lê đây mọi người. Cũng mọc lên rất là tốt rồi. Đấy, xem những cái cây bên này. À, cũng rất là to này mọi người. Đấy, cống lên rất là xanh rồi. Đấy, anh Chứ là cũng căn lại những cái đường dây này để chuẩn bị là mấy nữa lại xếp lại cái đá này cho nó thẳng đây. Hay là không biết là họ tính chắc họ làm sổ đỏ hay sao mọi người. Mọi người cũng đi Linh đi xuống dưới này để xem còn hai cái cây vẫn trồng dưới này không biết là nó có chết không. Hai cây trên này thì sống. Đấy, chỗ nhà anh Chứ đây là vẫn là khung cảnh xưa. Cũng là không có gì thay đổi nhiều lắm. À, cũng lên đây, cũng không chết đâu mọi người. Đấy, cũng lên rất là tốt đây. Ui, con mèo tưởng là con gì. Đấy, cây bên này cũng mọc lên rất là tốt nha mọi người. Cũng không chết đâu. Đấy, anh Chứ rất là cẩn thận, cũng là đặt những viên đá này để cho gà đỡ vào bới. Ồ, như thế là quá là tốt rồi. Đấy thì hôm nay Linh là cũng là đồng hành cùng chú Nguyễn Tất Thắng là vào chỗ gia đình nhà anh Chứ đây để trao hai bao gạo cho gia đình nhà anh Chứ và cũng là đi trao hai bao gạo cho nhà anh Lía thì anh Lía lại không ở nhà rồi. Đấy, những cái tường rào bằng đá của nhà anh Chứ đây. Xếp rất là công phu và rất là mất thời gian nhé mọi người. Đấy, lúc nấy thì là anh Chứ là cũng trèo lên tít tận trên đồi trên kia là để đi cắt những cái tỉa, những cái cây cành của nó để về, để cho nó khô rồi sẽ nhặt về để đun, nấu ăn. Đấy, ngô nhà anh Chứ là cũng lên rồi mọi người ạ. Đấy, ngô của nhà anh Chứ là cũng lên thế này rồi. Đấy, ngô trồng trên đá luôn. Toàn đá là đá. Đất thì ít mà đá thì nhiều. Đấy, mọi người hãy cùng Linh vào chỗ nhà anh Chứ nhé. Và xem là anh Chứ đang đun nước. Chắc là pha chè cho
Linh với chú Nguyễn Tất Thắng uống. Lâu lâu chú Tất Thắng mới lên thăm. Ê, vợ anh chưa đi làm tiếp trên đồi anh kìa. Vâng. Đấy, bây giờ trời sương sương ấy, không bảo lúc nãy bảo vợ về luôn. Hai con trai của chú lại ở đâu? À, cùng nhau đi à? Ê, không có số điện thoại, bảo bây giờ trời sương xuống rồi, bảo vợ về đi, đang mang thai nữa. Ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là em bé trong bụng ấy. Đấy mọi người xem đây, bây giờ mới 3 giờ chiều thôi nhưng mà trời sương mù là bắt đầu xuống rồi. Đấy, như thế này là các bác tài mà đi xe ô tô lên đường vùng cao là rất là nguy hiểm. Đấy, bé này, anh chứ đang cáu hay đang ngủ ấy. Đấy, có gì là anh chứ ở nhá, có gì là em về đây nhá. Để những lần sau thì em vào thì em lại vào nhà anh chơi. Lần sau em lên là vào nhà nhá. Vâng, vâng, thế chào bé nhá. Vâng. Nhá, ở nhá, anh về đây nhá. Nhau chén nhá, tin là mùi nhá. Chú bà bay nhá. Ừ, thế chào anh chứ nhá, em về đây. Vâng, vâng. Đây đi nhá. Vâng, vâng, em chào anh. Đấy, bây giờ Linh sẽ cùng chú Thất Thắng là đi về đây mọi người ạ. Mù mịt rồi đấy. Mù rồi chú ạ, trời này sương rồi. Ngày xưa cháu đi qua đi suốt mà cũng không thấy cái nhà đây, cũng không để ý luôn. Từ lúc xem những thước phim của chú thì biết là ở đây có nhà chưa ạ? Lúc nào mày xem thấy video nào đầu tiên? Dạ. Cái video mà đứng ở ngoài đường ấy chú ạ. Đứng ngoài đường nào? Bên kia chú. Vâng. Đấy, xin chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ Linh sẽ đi về đây. Đấy, bà con thì cũng đến hứng từng can nước để mang đi về uống nha mọi người. Thế nên mọi người đến với vùng cao Hà Giang thì mọi người biết là nguồn nước rất là khan hiếm. Nếu mà đây mùa giọng hào rồi. Nếu mà một hào rồi. Nhất chỉ mùa đây ua rồi. Có tên mùa mà tà mà. Tà rồi. Đấy cũng là rất là thương. Cũng là không có nước để dùng đây. Cũng phải ra đây điệu từng can nước đây. Lấy cho cái mũ bảo hiểm. Ờ đúng rồi, còn quên cái mũ bảo hiểm chú ơi. Đấy còn chú ơi, Thất Thắng ấy bảo quên mũ bảo hiểm, bây giờ phải quay lại lấy đây. Bắn đây nhá, đây nhá. Ừ, ở nét mà ngắn đây, nét mà ngắn đây.